Đoạn video ghi lại cảnh tượng đặc biệt trong ngày sinh nhật được ông Brewer đăng tải trên trang cá nhân hôm 6 tháng 9, đã thu hút gần 800.000 lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Nhà sáng lập The Reptile Zoo gọi đây là bữa tiệc chăn rắn. Trong video, ông nằm thoải mái bên những con chăn lớn nhiều màu sắc. Bên cạnh những bình luận ngạc nhiên và tán dương sự dũng cảm của Brewer, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc làm này chỉ là chiêu trò, thu hút sự chú ý đầy kinh sợ. Tôi chỉ muốn hét lên với ông ý rằng hãy thả những con chăn này ra. Đừng lợi dụng chúng như vậy nữa, một người để lại bình luận bên dưới video. Một người khác nhận định, ông ấy tổ chức được bữa tiệc sinh nhật mơ ước nhưng hình ảnh này lại trở thành nỗi ác mộng của người khác. Brewer là một trong những chuyên gia hàng đầu về bò sát ở California. Ông cùng con gái đang điều hành The Reptile Zoo, vườn thú trong nhà được thành lập từ năm 2009. The Reptile Zoo thu hút đông đảo du khách tới tham quan các loài bò sát, cá và động vật lưỡng cư. Nhà sáng lập The Reptile Zoo ở California, ông Brewer đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật độc đáo với những con chăn lớn nhiều màu sắc quấn quanh người. Đoạn video ghi lại sự kiện này đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi về sự dũng cảm, nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý đầy kinh sợ.